thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hai đám cháy trong đêm 17 tháng 4. Đê biển Tây tại Cà Mau từ công trình chống sạt lở trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Thành phố Hồ Chí Minh, những tín hiệu hứa hẹn bùng nổ du lịch trong và ngoài nước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4.